Xin chào tất cả các bạn. Mình Hồng Nguyên đây, hôm nay mình đến với các bạn bằng một quyển sách mới để cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Đó là Sức mạnh của giây phút hiện tại này đây, được viết bởi Eckhart Tolle. Quyển sách có 11 chương và thời lượng tóm tắt của mình sẽ trong vòng 10 phút. Sức mạnh của hiện tại, điều kỳ diệu bạn bị lãng quên nguồn gốc của khổ đau đến từ đâu, làm thế nào để chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, bí mật của hạnh phúc thực sự là gì? Hãy cùng chiêm nghiệm và tìm câu trả lời trong Sức mạnh hiện tại này nhé. Quyển sách Sức mạnh của hiện tại giúp chúng ta tìm ra hạnh phúc của bản thân. Thế hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là thứ con người ta không ngừng tìm kiếm và theo đuổi. Chúng ta thường tìm kiếm hạnh phúc trong vật chất, trong thú vui, rồi lại hay tìm kiếm vòng lặp lại trong hồi kết của quá khứ và tương lai, mà quên mất rằng mình đang sống trong hiện tại. Hiện tại chính là cánh đồng duy nhất đưa chúng ta tới niềm hạnh phúc chân chính sâu thẳm, vượt lên trên những niềm vui tạm bợ cạn cợt mà chẳng mấy chốc sẽ hóa khổ đau. Đó là những gì cuốn sách Sức mạnh hiện tại của hiện tại gửi gắm đến chúng ta. Tolle là một tác giả, là một vị thầy tâm linh nổi bật. Ông sinh ra lớn lên ở Đức. Ông thực sự rất nổi tiếng. Ông thực sự đã sống qua những thời kỳ u tối đầy lo lắng, lo âu, kinh hãi, và không biết mình thực sự là ai, mục đích cuộc sống là gì. Chính điều đó đã thôi thúc ông đi trên con đường tìm lại chính mình, viết nên kịch tác Sức mạnh của hiện tại. Cuốn sách được ví như một tấm bản chỉ đường, ngọn hải đăng dẫn lối cho những ai đang bế tắc trong mối quan hệ với chính mình và với mối quan hệ xung quanh, giúp họ tìm lại bình an nội tại sâu xa hơn là tìm về nguồn cội. Sức mạnh hiện tại là tác giả sử dụng nghệ thuật mang tính phổ quát, dễ dàng tiếp cận với số đông độc giả. Cuốn sách bao gồm 10 chương, nói về những sai lầm căn bản của chúng ta về thời gian và cách mà chúng ta nhìn nhận cuộc sống, mà theo tác giả những sai lầm đó cũng chính là nguyên nhân gây nên khổ đau. Từ đó Tolle đưa đến những sự thật mà ông ví như những ánh đèn pha xuyên thẳm trong đám sương mù, đưa chúng ta thoát khỏi khổ đau và về lại nơi sâu thẳm nhất bên trong mỗi con người chúng ta. Sai lầm lớn nhất mà tác giả chỉ ra trong cuốn sách này là sự đồng hóa giữa chính bản thân mình với những suy nghĩ miên man không chủ đích trong quá khứ. Khả năng phân tích và suy nghĩ là một đặc ân của loài người. Tuy vậy, con người lại cho rằng chính mình, suy nghĩ của mình và những gì mình đã được dạy dỗ giáo huấn từ thuở bé ảnh hưởng tới mình. Đại đa số chúng ta phung phí mình trong những khuyết điểm sai lầm của quá khứ và cứ thế lạc mãi, không về được với hiện tại. Dinh dưỡng cho tâm trí chúng ta là những cái suy nghĩ tiêu cực, tích cực mà mình đã nói. Hãy đặt câu hỏi tiêu cực ở hiện tại chúng ta cũng trở nên tiêu cực. Hãy đặt câu hỏi tích cực trong hiện tại chúng ta cũng trở nên tích cực. Chúng ta có hàng trăm người, nhưng thực sự ít ai quản lý được cảm xúc và cảm xúc bên trong của mình. Không biết mình suy nghĩ gì, mình đang ở đâu, định hướng mình như thế nào, mình phát triển ra sao. Và theo tác giả, đau khổ xuất phát từ việc chống đối lại thực tại và những gì đang diễn ra. Chúng ta thường nuôi nấng những cảm giác đau khổ trong quá khứ, lo sợ vẩn vơ, cưỡng bách chúng ta và bắt chúng ta, giày vò chúng ta và làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của chúng ta. Quá khứ và tương lai đôi khi là thật hơn cả hiện tại. Quá khứ tạo nên ta cách suy nghĩ ảo giác, nhưng sao chúng ta không quay về thực tại để hiểu rằng bản chất của vấn đề là ở đây, làm cách nào, làm thế nào là những câu hỏi tích cực chúng ta nên đặt ra hiện tại và giải quyết vấn đề ngay này đây. Ai cũng biết rằng cuộc sống luôn khó khăn và trắc trở, chính vì vậy chúng ta càng phải chú tâm vào giây phút hiện tại này. Đừng để nó trôi qua một giây một phút nào, hãy biến nó thành những kiệt tác của hiện tại. Thật vậy, bạn khó khăn trong tài chính, hãy đặt câu hỏi làm thế nào để bạn vượt qua khó khăn ở tài chính. Bạn khó khăn ở tình cảm, hãy đặt câu hỏi làm thế nào chúng ta hàn gắn mối quan hệ và chữa lành. Bạn khó khăn ở mặt kiến thức, làm thế nào chúng ta xử lý được vấn đề này. Làm thế nào, thay vì đặt câu hỏi chúng ta không làm được nữa, thời gian đã hết và deadline đã tới, là chúng ta rằng anxiety kiểm soát chúng ta nhiều hơn, sự lo lắng, mệt mỏi để kiểm soát chúng ta nhiều hơn và làm chúng ta mất đi niềm tin, nỗ lực chúng ta có thể vượt qua hoàn cảnh. Cuốn sách hơn là một sức mạnh, mà là hơn là một sức mạnh, hơn là một kim chỉ nam cho những ai muốn vượt qua khó khăn thách thức ở trong quá khứ, vươn mình ở hiện tại, phát triển ở tương lai. Thực sự các bạn nên đọc. Cảm ơn các bạn đã nghe và quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.